sau thời gian được chăm sóc tích cực, hai anh em bị ngộ độc botulinum điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đã được hỗ trợ chuyển viện về bệnh viện Đa khoa Hậu Giang để tiếp tục điều trị. Hai bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được và bắt đầu bước vào giai đoạn nuôi dưỡng, nâng cao thể trạng và tập vận động thành bụng. Nhằm giữ phòng các nguy cơ lây nhiễm cũng như thuận tiện cho việc chăm sóc của gia đình, nên hai bệnh nhân đã được chuyển viện về bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị. Tổng kinh phí điều trị là hơn 300 triệu đồng. Sau khi trừ đi phần kinh phí được thanh toán bảo hiểm y tế, thì số tiền 130 triệu đồng do bệnh viện Chợ Rẫy vận động từ tài trợ của các cá nhân tổ chức được sử dụng để giúp các bệnh nhân chi trả các chi phí ngoài danh mục bảo hiểm.